Chào má. Đang coi phim gì mà say sưa vậy má? TV đâu có mở đâu má, làm gì má ngồi má nhìn xa xăm vậy? Má. Trời ơi, trời ơi, Hoàng ơi Hoàng. Thôi thôi. Ở trong nhà mà thế má con đây kêu là má nghe rồi. Mày làm gì mày kêu má một cái má hết hồn. Trời ơi, mai là ban ngày ban đêm cho má xỉu à con. Con đi ngang qua mắt má, con ngồi con nói từ âm lượng nhỏ tới âm lượng cao con mới đụng má, mà má không chịu để ý với con. Má đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Thì cũng có chuyện để má suy nghĩ, nhưng mà con nói là má nghe má hiểu mà. Bộ mới mượn nợ ai sao bị người ta đòi gấp hay sao mà ngồi thẫn thờ? Sao suy nghĩ kì? Mấy người thiếu nợ hay ngồi một chỗ nhìn xa xăm lắm nha. Bảy bà chính mượn nợ người ta, má má không cho người ta mượn thôi chứ đâu mà ta mượn. Vậy người ta mượn má người ta xù hay sao má buồn? Cái chuyện gì? Bây giờ má hỏi con nha, má đang suy nghĩ hoài. Bây giờ có một người rất là thành đạt mà người ta làm ơn cho mình, thì bây giờ mình mua quà gì mình tặng người ta ta? Hả con? Trời ơi, cái gì vậy? Hết hồn à. Ông mà lố đó ông ơi. Tôi hỏi ông cái chuyện này rất là đơn giản, mà ông làm gì ông đâm chiêu xa xôi vậy? Con suy nghĩ đó. Suy nghĩ gì? Giống má. Suy nghĩ của ra đâu? Trời ơi, má là người trong cuộc, má tôi thùi, con người ngoài cuộc, con sáng suốt, con chỉ giùm má đi. Thật ra má mới sáng, con mới là thằng tôi thùi nè. Con có biết cái người đó là ai đâu, là nam hay là nữ, thành đạt ra sao, làm việc ở lĩnh vực nào mà không biết, không tư vấn cho má. Nói chung là đây là một cái người phụ nữ thành nữ, đạt. Ừ. Ừ rồi người ta làm ơn cho mình. Mà trẻ thôi, người phụ nữ này trẻ lắm. Phụ nữ thành đạt trẻ làm ơn cho mình. Ừ đó à. Mình không biết mua gì tặng người ta. À, đúng không? Muốn mua quà tặng hả? Ừ. Thì người ta còn trẻ đúng không? Đúng rồi. Người ta thành đạt tức là người ta đã có tiền, có điều kiện rồi. Đúng đúng. Mình tặng cái gì tượng trưng thôi, giống như là món quà tinh thần thể hiện tấm lòng của mình đó mà. À, vậy má hiểu rồi. Vậy có nghĩa là má phải mua cam nè, nho nè, bưởi nè, rồi nước yến nè, sữa en xua nè rồi để tặng người ta. Là nguy hiểm lắm. Sao vậy? Người thân của má đang nằm bệnh viện. Bảy bả. Sao má tặng khỏe. Tặng ba cái thứ đồ trong bệnh viện không vậy? Gì mình đi má má để coi trong phim thấy không? Cứ vô bệnh viện là cam, sữa, nước suối, nước yến. Má quên. Quen mày. Đúng rồi. Không có. Mấy cái đó là đồ đi thăm nuôi bệnh viện nha. Không có. Bây giờ không có. Người này trẻ. Trẻ cỡ. Bây giờ đã rồi. Giờ con tả nè. Bây giờ tả đi. Trẻ nữ thành đạt. Cái dốc dáng với cái ngoại hình tính cách giống Hà bọn con không? Đó. Y chang, y chang. Xem 1910. Nếu những cái dạng người đó thì họ thường sẽ thích mỹ phẩm. Mỹ phẩm. Nước hoa. Ừ, dây chuyền bông tai. Trang sức. Nói chung là trang sức đó. Ờ. Mình mua mấy cái đó mình tặng người ta, nó vừa ý nghĩa mà nó vừa không có mắc tiền nữa. Ừ, mắc chứ con. À. Nước tươi dầu thơm là mỹ phẩm mà đồ trang sức mắc chứ con. Đâu có được. Thôi má hiểu rồi, má hiểu rồi. Thôi con làm việc của con đi. Hiểu rồi. Hiểu mà có làm được không? Thì được rồi, má trong tầm tay của má. Thì bây giờ nếu mà má sợ tiếc tiền thì mà má mua mấy cái mà để rẻ thôi. Má hiểu rồi, má hiểu nha. Ừ, má hiểu rồi. Thôi được rồi, con đi làm gì của con đi. Đồ phẩm đồ trang sức. Mấy cái đồ cũng đâu có rẻ lắm. Tốn tiền quá ha. Mà mua nhiều khi chưa chết cái đã nhận nó còn la mình. Nói con đâu có thiếu đâu, đúng không? Trong đầu tôi đã nghĩ mấy cái đó rồi. Nhưng mà mình muốn nghĩ thêm có gì hay hơn. Thôi, nghĩ gì cho mệt. Qua thắp bằng cái tấm lòng là được rồi. Ồ, mua chi cái tốt kém. Tự nghĩ về cái nhẹ mình quá. Trời đất ơi, ra chỗ này nó mát quá trời mà đem cái quạt chi vậy trời. Bởi vì có cái quạt này cái tôi mới múa vũ xuân luôn. Nhớ là hồi trẻ quá. Bác ơi. Ủa Ngọc Hà. Dạ con chào bác. Ừ.
Qua thăm bác hả? Trời, bên đây bác khỏe rồi nè. Trời, nói con nghe, bác khỏe cỡ tuổi này là bác mừng lắm rồi. Nhưng mà nói nào ngay là cũng cảm ơn con, nhờ con chăm sóc cho bác á. Trời ơi, bác đừng nói vậy mà. Con thấy bác khỏe là con mừng lắm luôn á. Bữa nay con qua đây là để thông báo một tin vui cho bác nè. Bác sắp trở thành người mẫu của công ty thời trang rồi. Cái gì người mẫu gì? Con nói cái gì bác không hiểu gì hết trơn á. Ơi, hôm trước đó, lúc mà bác qua bác thăm con đó, xong rồi cái bác casting làm người mẫu thời trang cho cái thời trang trung niên đó, là bác đậu rồi đó. Trời ơi, bác đi qua chủ yếu là thăm con, đem quà cho con, chứ bác có thi gì đâu mà đậu con. Con nãy giờ con nói bác cũng chưa hiểu. Lại vậy nè, bữa hôm mà bác qua bác thăm con đúng không? Là hôm đó là công ty là đang tổ chức một cái buổi casting để tuyển, để chọn người mẫu ở cái lứa tuổi như bác vậy nè, để làm thời trang cho người lớn tuổi. Đó là bác đậu rồi, bác hiểu chưa? À thì ra bữa đó bác qua mà không gặp con. Dạ. Rồi gặp cái cậu gì trẻ trẻ mà bác nghĩ là em của con, chỉ đo đo chụp chụp chị bác đó hả? Dạ, bữa đó là bác qua bác gặp Nam. Dạ, Nam là không phải là em của con mà là trợ lý của con đó. Bạn đó ngày hôm đó là lấy danh sách nè ha, rồi đo số đo của mọi người nè ha, xong rồi cái chụp hình lại nè ha, rồi gửi cho bên công ty quảng cáo. Hôm đó là chụp hình bác luôn. Thôi rồi gửi cho người ta một cái, người ta chọn liền. Thôi con ơi, là vậy như con này bên con chọn chứ mà thôi bác cũng có làm đâu. Biết sao không? Trời ơi, mình lớn tuổi rồi mà làm người mẫu rồi, bà con lối xóm người ta không hiểu, tưởng mình ham mê. Rồi người ta nói ra nó vô kỳ lắm, con ngại lắm. Không có gì hết trơn á, bác đi đi. Trời ơi, cái này á là cơ hội để mà mình làm truyền thông nè ha, mình làm hình ảnh nè ha, rồi mình kiếm thêm được nhiều tiền nữa. Thôi bác không có làm đâu con ơi. Rồi làm rồi bà con lối xóm ta dị nghị kỳ lắm. Hello cả nhà, hello cả nhà. Hai bác cháu làm gì ngồi nói chuyện vui vẻ rơm rã vậy? Thì ra là tại vì đang thông báo một tin rất là vui luôn. Tin gì? Bác được làm người mẫu của công ty thời trang rồi đó nha. Vui vẻ chứ cũng khó chịu lắm, đừng có ghẹo ha. Tuổi này mà người mẫu thời trang gì nữa. Thiệt mà, hôm trước lúc mà bác qua bác thăm em á, là lúc đó là đang casting á, rồi cái gửi profile của bác đi rồi đậu luôn. À thì ra có phải lần trước mà má hỏi con cái vụ mà quà quà cáp cáp vậy là cho cái vụ này hả? Đó, vụ đó đó. Trời ơi, giờ là má đậu người mẫu thời trang luôn hả? Đúng rồi đó, vài bữa nữa thôi là bác sẽ nổi tiếng nè, hình ảnh có mặt trên khắp các truyền thông báo chí này nha, kiếm tiền nhiều lắm luôn. Em nghe nè, mấy cái cô mà chấm cho má anh đậu á, không biết là có vấn đề hay là gì cái gì không thì anh không biết nha, chứ má anh cái tuổi này sao mà đủ cái tiêu chuẩn làm người mẫu thời trang được. Má thì có cái dạng giống như là thiết kế cái đồ cho mấy cái u lớn lớn á, rồi má anh phù hợp với lứa tuổi đó, mới chọn vô cái sản phẩm đó. Đó là vậy đó hả? Làm cho công ty thời trang dành cho người lớn tuổi. Con đừng có coi thường má nghe không? Chúc mừng nghe, tuổi này mà mới bắt đầu chập chững bước vào showbiz. Nó nghe lớn tuổi mà nó chập chững làm cho bớt bước đi. Mới vô nghề là chập chững. Bác ơi, vậy bác đi nha bác. Thôi đi đâu con ơi, trời ơi, già cả đi đâu không biết nữa. Má, mình còn giúp ích được gì cho nghệ thuật ở tuổi này mình làm đi má. Má không nhớ bộ hội trẻ đó, má của anh á là qua hậu làng đó nha, bước ra từ những cái cuộc thi mà ca nhạc rồi nhảy múa ở làng, biết bao nhiêu trai làng đem lòng si mê tơ tưởng theo đuổi, má anh không chịu. Thiệt á hả? Ừ, má anh là một người tài sắc diện toàn, cho nên đẻ ra một thằng con trai cũng sắc tài diện toàn. Nhưng mà nói nghe, đẻ thằng này ra nó giống ba nó cao ráo, chứ mà đẻ giống bác là thôi thua. Nhưng mà nói hồi đó nào thì nói chứ nhiều người theo đuổi má, nhưng mà má lại chết mê chết mệt ba con. Tại biết sao không? Cũng đẹp trai. Nhưng anh giờ là biết hồi xưa ba anh cỡ nào rồi. Mà cũng hên nhờ má mê ba cho nên giờ mới có con nhé, không dễ gì. Ha, đồng ý giúp cổ đi má. Nói thiệt thì má cũng không có ham mê danh vọng, nhưng mà má cũng làm là vì con đó nghe, vì tụi con chứ không phải là má thích chị đâu nha, làm vì tụi con thôi. Má nhận. Chúc mừng má. Thank you.
má làm gì má cứ đi tới đi lùi đi tới hoài à. Con nè nè, con tập trung được, có coi điện thoại nữa. Con coi má thấy dốc giá má sao rồi? Má có gì khác không con? Má vẫn là má yêu của con Thỏ nè, không có gì khác. Trời ơi, dẹp cái này xuống cho tôi, dòm tôi nè. Không khác hả? Mà chừng nào con Hà nó qua đây vậy con? Má y vậy hả? Không có gì khác hết. Còn Hà chừng nào qua con đâu có biết. Cổ đâu có nói gì với con đâu. Đang bận làm cái gì cho quảng cáo á. Chị hả? Nếu mà nó không qua đây, thôi để má chạy qua bên nhà nó mới được. Trời ơi, chị vậy, cái chuyện gì gấp không để con gọi cho. Nói nghe nè, tại vì con biết không, cái hồi mà má vô mà má qua lần đầu tiên á, mà nó kêu là cá gì cách tin, đó. Đó đó thì cái đó thì người ta đã đo cho má rồi để mai đồ cho má, thì lúc đó má đâu có biết đâu. Chứ từ khi mà con Hà nó nói cho má biết má là được nhận làm người mẫu quảng cáo rồi đó, thì má tập quá trời, má tập thể dục nè, rồi má giảm cân nữa, má nhịn. Bây giờ cái eo má này sẽ nhỏ hơn lúc trước, con biết không? Rồi khi mà quảng mình lên mình trình diễn, nó đưa những cái bộ đồ hồi lúc trước đó, rồi bây giờ mình ốm quá nó sẽ không đẹp con à. Giờ con hiểu rồi. Nãy giờ là má hỏi con về cái ngoại hình của má. Đúng rồi, cái dốc dáng coi má. Coi má có eo hơn ngày trước chưa? Đúng rồi. À, là mấy bữa nay là nhịn ăn. Đúng. À, bỏ ăn. À, lo lắng cho cái buổi trình diễn sắp tới. Đúng rồi. Bây giờ sợ cái đồ nó bự mặc không vừa. Đó. Rồi bây giờ là muốn gặp để sửa đồ lại. Đúng. Hiểu rồi. Nhưng mà con nói cho má nghe nè. Sao? Má lớn rồi. Ừ. Cũng có tuổi rồi. Má sức biết. Khỏe là quan trọng nhất, đúng không? Đúng rồi. Cho nên má mà nhịn ăn là dễ bị ảnh hưởng tới sức khỏe, rồi hạ đường huyết, chóng mặt, choáng say sẩm, tới cái ngày biểu diễn lên sân khấu má áp lực, má té cái đùng cái ai mặc đồ đó cho má, đúng không? Má nghĩ xa mà má không lo gần, má cứ nhịn ăn hoài làm sao mà có sức mà đi làm. Đúng rồi, con nói cũng đúng không? Đúng rồi, cái gì mình giảm cân ha, rồi mình mệt. Ừ. Rồi cái rồi mình suy nghĩ nữa. Ừ. Rồi không biết là mình lên sân khấu sao cái mình té cái chết. Người ta chọn má là chọn cái ngoại hình này rồi. Chứ nhiều người đẹp người ta không chọn, tại sao người ta phải chọn má? Tại vì má là phù hợp cho những cái người ở cái lứa tuổi này. Oh. Giờ má mà sửa cái phọt má cái người ta chọn người khác làm sao? Trời ơi, tự nhiên con nói thì nhưng má nó sáng ra liền. Má ngộ ra liền luôn đó. Thì ra giảm cân cũng mệt đó má con. Mệt sao không mệt? Trời ơi, nhịn ăn đồ đó để cho có eo có coi giống như mấy cô người mẫu. Nhưng mà không có đúng á, tại vì má lớn tuổi rồi thì má phải mập á mới xuống mẫu. Đúng rồi. Trời ơi, con nói thế má nhẹ người quá. Thì má đi. Đi đâu nữa, đã nói vậy còn đi qua gặp Hà chứ nữa. Má đâu có gặp Hà. Chứ đi đâu? Bây giờ má đi ăn vặt. Bao lâu nay má nhịn ăn, bây giờ má phải đi ăn vặt để má lấy lại sức khỏe. Để cho má tròn trịa lại như xưa. Thì mới đi mặc vừa bộ đồ. Rồi, ăn cho khỏe. Ăn vặt. Ừ. Ăn gì không? Trà sữa. Dạ thôi. Má chán trộn nè. Thôi, được rồi. Trời ơi, sao tôi thấy mình đẻ trung quanh nè. Đi uống sữa chua. Nhưng mà dặn nha. Sao? Ăn vừa thôi chứ ăn lố quá là nó nứt cái bộ đồ luôn ha. Mất công sữa không kịp nha. Cái số đo sao vẫn vậy. Đúng. Vẫn vậy.